Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện máy Minh Sơn. Hôm nay chúng tôi Điện máy Minh Sơn về khoảng tầm 300 cái tay ga phải loại cải tiến mới nhất hiện nay và 20 cái tay ga trái đi theo bộ. Nói nôm na là mình sẽ hiểu là chúng tôi sẽ có 20 bộ full cả trái cả phải và 280 cái tay ga trái tay ga phải. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn. Bởi vì sao thì mình nhập cái số lượng tay bên trái này ít hơn, thì thật sự luôn thì các bác quan tâm chủ yếu là cái tay ga bên phải này thôi, để các bạn có thể bóp ga thao tác rất là nhiều. Còn tay ga bên trái thì chỉ có tác dụng đa phần là điều hướng thôi và giữ lực thôi, nên là nó cũng không quá quan trọng. Chính vì vậy thì mình sẽ tập trung vào cái tay ga phải này nhiều hơn. Ok, cái tay ga là một trong những cái phụ tùng, phụ kiện rất là quan trọng đối với một chiếc máy cắt cỏ. Nó sẽ quyết định cái việc mà các bạn có kiểm soát được cái tốc độ máy nhanh hay là chậm, lên ga nhanh hay chậm, và nó sẽ giúp cho các bạn tăng tuổi thọ của máy cũng như thao tác được đơn giản, thuận tiện hơn. Và cái tay ga này là một cái tay ga không có hãm, nó khắc phục hoàn toàn những cái nhược điểm của những cái tay ga khác thông thường từ trước đến nay, và cái tay ga này mới được phát triển nha các bạn nha. Trên tay ga này nó có khả năng kiểm soát toàn bộ chiếc máy cắt cỏ của bạn. Thứ nhất là công tắc tắt bật máy, thì các bạn có thể thấy được nó tích hợp ở đây luôn, có khía để giúp cho các bạn khi mà tắt bật máy nó sẽ không bị trơn trượt. Khi mà các bạn nhìn vào cái phần công tắc này thì các bạn sẽ thấy cái vị trí đẩy lên thì nó sẽ là start và đẩy xuống thì nó sẽ là stop. Và các bạn có thể thấy được tiếp là trên cái thân tay cầm phải này này, thì các bạn có thể thấy được nó có thiết kế cao su cực kỳ tốt luôn. Và cái loại này nó khác biệt hoàn toàn so với các loại có kiểu dáng giống như thế này nhưng đang bán trên thị trường. Bên mình Điện máy Minh Sơn luôn luôn ưu tiên những cái loại mà chất lượng tốt nhất, dẫu giá của nó có thể cao hơn một chút thôi, tuy nhiên cái chất lượng các bạn nhận về hoàn toàn thuyết phục. Và nó có khả năng giúp các bạn chống cái việc cầm nắm bị trơn trượt. Đây là một trong những cái chi tiết cực kỳ hay, và nó làm theo cái kiểu ôm của lòng bàn tay. Ví dụ như lòng bàn tay các bạn như này đúng không, nó sẽ làm ôm, rất là ôm đây này, tròn rồi móp vào để cho các bạn, đây cái chỗ này nó thóp lại để cho các bạn vào đúng cái khe bóp này luôn. Đây rất thuận tiện nha, đây cực kỳ thuận tiện. Rồi cái quan trọng nhất mà các bạn để ý đó chính là cái phần cò ga. Cái phần cò ga này, cái phần cò bóp này này, nó có thể điều chỉnh được. Tức là ở trên này nó có một cái núm xoay này, các bạn sẽ xoay để các bạn căn cái tốc độ vòng ấy. Bình thường nhá, các bạn muốn chỉnh tốc độ vòng đúng không, thì các bạn sẽ phải tự ga mạnh hay ga yếu. Ga mạnh thì nó sẽ tua cao, ga yếu, ga nhẹ nhẹ thì nó sẽ tua thấp, ga mạnh như thế này thì tua nó sẽ lên cao. Tuy nhiên không phải bác nào cũng có thể kìm cái gữ tại cứ vòng ga được, các bạn cũng cố định được. Ví dụ như các bạn bóp hết ga thì là nó sẽ đạt tua 9.000 vòng. Tuy nhiên nhiều bác không thể nào mà căn được mức độ tốc độ vòng như thế nào, thì các bạn có thể điều chỉnh. Ví dụ các bạn muốn chỉ chạy 6.000 vòng thôi đúng không, nhưng mà bóp hết để chạy 6.000 vòng thì các bạn sẽ chỉnh cái này. Đó, chỉnh cái này để cho nó nới ra. Sau đó thì các bạn bóp hết thì cái dây ga ở phần chế hòa khí nó cũng không rút hết, nó chỉ cố định 6.000 vòng thôi. Sau đó thì các bạn có thể điều chỉnh như thế này lên 7.000 vòng, 8.000 vòng để cho các bạn thấy phù hợp. Tức là các bạn bóp thoải mái vào nó cũng chỉ là 6-7.000 vòng thôi. Đấy, ví dụ khi các bạn muốn bóp căng lên 9.000 vòng mà các bạn không muốn ấy thì các bạn bóp ở vị trí này. Đấy, đấy, bóp vào như này thì nó sẽ hết. Hoặc là các bạn sẽ rút lại để cho cái cứ ga của cái cò ngắn và cò dài nó như nhau. Đấy, 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 đấy anh em. Đấy, như thế này thì các bạn sẽ đồng bộ luôn cái cữ ga của cò trên và cữ ga của cò dưới, rất là hay nhá. Sau đó có thêm một chức năng đó là chốt hãm, giống như tay ga gạt ấy, chốt vào nhả ra thì các bạn sẽ không phải bóp ga nữa. Lúc nào các bạn muốn nhả cái chốt hãm các bạn chỉ bóp vào cái thì nó sẽ nhảy lên. Đấy, các bạn muốn chốt lại đấy thì nó sẽ cố định luôn, các bạn không phải bóp nữa, máy sẽ tự chạy. Sau đó ví dụ các bạn muốn điều chỉnh tốc độ nhanh, tốc độ chậm đúng không, các bạn lại vặn ở đây, vặn như này, đó, vặn như thế này, đó, rất là thuận tiện đúng không? Quá thuận tiện luôn. Đây mình sâu rất kỹ luôn để cho bạn có thể nhìn thấy được cái tay ga này nó đẹp xuất sắc như nào, cực kỳ đẹp luôn nhá. Chất liệu dày dặn này, ống cần này, cái ống này nhá, ống này thì các bạn sẽ lưu ý cái đường kính của cái ống cần này này, của cái ống này, ống tay cầm này này thì nó sẽ là 20 và cái
19, chính xác 19. Và cái độ dày của cái ống này này nó sẽ là 1 ly 65, 1.6 đi, cứ cho là 1.6 đi để cho các bạn sử dụng nhá. Cái đường kính ống này này thì là 20, còn độ dày của cái đường kính ống này là 1.6. Đây. Thì mình về 20 bộ đủ, 20 bộ đủ và 280 tay ga phải. Rồi. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký like và subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện máy Minh Sơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.